Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Vâng, Đức Trung Auto xin phép được đăng bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Mazda 323 sản xuất năm 1999. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn thì đây là một chiếc Mazda 323 sản xuất năm 1999. Vâng, xe thì có cái lớp sơn là màu xanh, được trang bị la răng đúc, gương kính điện, xe khá đẹp. Vâng, cái dòng xe này thì được trang bị cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của các cái cơ quan của nhà nước. Vâng, này bên Đức Trung thanh lý được, lên sóng luôn. Quý anh chị các bạn ai mà ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện cho Đức Trung số 0965 951 955. Vâng, và cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 115 triệu đồng. Vâng, chỉ 115 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe thương hiệu Nhật Bản Mazda 323 sản xuất năm 1999. Vâng, xe còn rất là đẹp nhá. Đây là các cái phần ngoại thất của xe, sơn xi sạch sẽ sáng bóng, không có một vết nhỏ chảy xước luôn. Đương nhiên thì là cũng được sơn dặm. Cái lốp láp thì còn rất là mới, mới cả dàn, là răng đúc 4 bánh, gương kính chỉnh điện, biển Hà Nội khá đẹp. Vâng, chỉ với 115 triệu là quý anh chị các bạn đã có ngay một cái mẫu ô tô bền bỉ, form dáng đẹp. Thế và xe thì trang bị động cơ 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 cây, cả điều hòa, 5 chỗ ngồi rộng rãi. Đấy, xe thì được mang biển của thủ đô Hà Nội. Vâng, đây là toàn bộ cái phần form của đầu xe. Đấy, quý anh chị các bạn quan sát thấy là các cái cụm đèn pha, rồi là các cái đèn gầm, toàn bộ các cái chi tiết của cái phần đầu xe còn khá đẹp nhá. Đấy, sau đấy Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ta trải nghiệm cái mẫu xe này. Vâng, 115 triệu bao vận chuyển các cái tỉnh miền Bắc và có thể ship xe đến tận nhà. Đây là cái lốp đằng trước ở bên phụ, là răng đúc phanh đĩa, toàn bộ các cái phần sơn xi rất đẹp nhé. Các cái đường gân dập nổi trên nắp capo. Đấy, và đăng kiểm của xe thì cũng còn đến tận tháng 9 năm 2020. Xe được tích hợp một cái xi nhan ở bên sườn, sơn xi màu xanh khá đẹp, tôn vỏ mỏng tang. Thế và đây là cái phần nóc của xe này. Một chút về cái phần gầm để quý anh chị các bạn xem. Vâng, quý anh chị các bạn đã mua chiếc xe này về tập lái hay là phục vụ gia đình che nắng che mưa là rất là tốt. Vâng, mùa hè nó đến rồi, nóng bức rồi, là lắm khi là nó là nhiệt độ cao nó rất là nguy hiểm. Đây là một cái sự lựa chọn để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Xe thì được trang bị camera nùi. Một chút về cái phần gầm xe, những cái dòng xe của Nhật này thì tôn vỏ của nó rất tốt, kể cả những cái phần nhựa, các cái chi tiết của cái xe trên những cái dòng xe Nhật thì nó khá là bền bỉ. Đây là toàn bộ cái sườn ở bên lái. Đấy, quý anh chị các bạn ta đến xem trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì quay như thế này thì nó cũng chỉ phản ánh được tầm khoảng độ 70-80%. Một chút về cái giá cả cũng như là cái chất lượng xe để quý anh chị các bạn ta tham khảo trước khi ta đến xem xe trực tiếp. Vâng, xe thì được trang bị bộ ghế nỉ nguyên bản rất đẹp nhá. Đấy, ghế nỉ, rồi là tất cả các cái phần nội thất trần nỉ nguyên bản. Vâng, vô lăng 4 chấu có túi khí. Đây là hệ thống gương kính chỉnh điện, các cái vách nỉ nguyên bản, các cái phần da keo chỉ, loa đài. Vâng ạ. Kính thì đã được dán phim cách nhiệt
màn hình camera nùi tích hợp ở trên cái chiếc gương chiếu hậu, kết hợp luôn cả cái camera hành trình. Đây đầu chạy USB, điều hòa cơ, tất cả các cái trang thiết bị trên xe thì hầu hết đây là đồ zin của xe. Đây, từ các cái bậc lên xuống cho đến các cái cơ cấu chỉnh ghế, tất cả các cái chi tiết dù là nhỏ nhất, bản lề dây điện, các cái hẽm cửa, đinh bấm kèo cột, anten, thu radio. Vâng, tất cả các cái chi tiết của xe thì còn như là một chiếc xe mới nhé. Mặc dù là đã hơn 20 năm rồi nhưng mà xe dành cho cán bộ cấp cao đi giữ gìn rất cẩn thận. Cái ghế này vẫn là ghế nỉ nguyên bản này. Ghế còn rất là sạch đẹp luôn. Vâng ạ, cái mẫu xe này thì nó như là cái dòng xe nó không có tuổi. Đinh bấm cột kèo, sơn si, nội ngoại thất cực kỳ đẹp luôn. Lốp dép mới, 4 lốp mới, là răng cũng không hề bị chảy xước. Vâng ạ, quý anh chị các bạn à, ai mà ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp cho Đức Trung số 0965 951 955. Và đây là toàn bộ cái cánh ở đằng sau ở bên phụ nhé. Từ cái chi tiết tay hõm cửa, vách lỉ, phần sơn keo chỉ là zin hết. Vâng, 115 triệu. Đi được 5 người. Cốp để đồ, thì rất là rộng rãi. Và cái dòng Mazda này động cơ của nó cực kỳ là lành luôn. Các cái phụ tùng của nó thì nó rất là nhiều, rất là rẻ. Và cánh đằng trước bên phụ, kính điện, toàn bộ các phần táp lô của xe nhìn từ phía bên phụ nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đinh bấm kèo cột, tôn vỏ chưa có một cái dấu hiệu của mục mọt nhé. Vâng, trời nó nắng nó hơi lóa một chút. Đây quý anh chị các bạn này, chịu khó xem hết cái video này để nó đánh giá được cái phần nào cái chất lượng của xe. Đấy, và cái giá xe bên Đức Trung đang chào bán đây là 115 triệu thì ở đây cũng là một cái giá khá là phù hợp. Đấy, để quý anh chị các bạn là mua về phục vụ gia đình hoặc là tập lái nhé. Vâng, đây là cái cốp xe này, cái cốp chứa đồ. Đây, lắp cốp vẫn còn giữ được tất cả các cái lỉ, các cái vách lỉ của xe. Cốp này rộng rãi luôn. Đây, cái lốp dự phòng vẫn là cái lốp la răng đúc, lốp dự phòng khá mới. Vâng, cái phần cốp thì đã được dán các cái lớp chống ồn, đi thì là nó giảm đi cái độ ồn rất là nhiều. Vâng, và đây là cái khoang động cơ của chiếc Mazda sản xuất năm 1999. Động cơ thì đang hoạt động, máy nổ cực kỳ êm luôn. Cái da máy còn sáng và các cái chi tiết thì còn rất là đẹp, được bố trí gọn gàng ngăn nắp. Một cái mẫu xe được trang bị phanh ABS, có túi khí và động cơ 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng độ 6 lít rưỡi, 7 lít trên 100 cây. Cái cụm phanh ABS đó làm ở sâu bên dưới kia. Tất cả các cái trang thiết bị của xe thì còn khá là ok nhé, đề nhẹ lổ luôn. Và cái dòng xe của Nhật thì nó rất là bền bỉ. Quý anh chị các bạn nào mua về sử dụng gia đình thì cũng rất là yên tâm. Âm thanh rất là hay nhé, điều hòa mát sâu. Tất cả các cái tốc độ quạt gió rất là ok. Các cái thanh trượt của xe thì còn rất là nhẹ nhàng, linh hoạt. Đấy. Vâng, các cái chức năng ở trang bị trên xe thì vẫn hoạt động rất là ok. Gương điện, kính điện,
Vâng, tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe thì vẫn hoạt động bình thường nhé. Đấy, đây này. Vô lăng 4 chấu rồi, có túi khí. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Mazda 323 sản xuất năm 1999 bản đổ. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 115 triệu. Và quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện cho Đức Trung số 0965 951 955. Xin cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau. Và bên Đức Trung thì còn rất nhiều xe nhé. Quý anh chị các bạn hãy đến với Đức Trung, đến với chợ ô tô miền Bắc. Xin kính chào.